North of here, a great tamarisk tree grows from the riverbank. In its trunk, we will find the head of Osiris. Chiron, soldiers approach. Mấy anh này từ bên Bắc Âu. We're following the one eye. We've tracked him all the way from Midgard. From the Midgard. Wonder. Goransis? Cyclops? Aye, he has united the giants up north. Much of Midgard now lies in ruin. We were sent to follow him in hopes of preventing Ragnarok. Ragnarok? The end of the world. Have you seen the one eye? He is here. We are fighting against him as well. Will you join us? We will. Nên là thực ra cái bài này mình chơi rồi, nhưng mà sau khi mình chơi xong mình phát hiện ra là mình chưa ghi hình. Nên là ok, mình sẽ chơi lại cho các bạn cái bài này. Nên là ok. Nên là cái bài này là chúng ta sẽ điều khiển luôn một cái team bên Viking này. Là team này là đi đuổi theo cái thằng Cyclops ấy, xuống đến tận đây này. Nên là cái thằng này nó đi ăn trộm khắp nơi à? Nên là còn gây hấn tận trên kia à? Này, bút được không nhỉ? Nên là cái bài này là chúng ta sẽ lấy một trong những cái xác của cái thần Osiris được giấu trong cái cây này. Trên tới đây là cái đầu ra. Là khi mà cái đầu được chặt ra thì nó sẽ được chôn xuống đất ấy. Và từ cái đất này hình như là mọc lên cây này ta. Nó nghe rất là thần thánh ấy. Từ bọn này đi. Nên là bài này chúng ta sẽ sử dụng cái đây này, nâng cấp này, hắn animal này. Và bây giờ là chúng ta có thể chặt cây này. Mình lấy ấy luôn. Và chúng ta giết voi. Thực ra là bây giờ mình có thể mình đi ấy. Thì ok, các bạn này chạy đi. Để chạy đi là chặt cây này. Ủa mẹ này. Thằng kia bị thằng này nó bắn nó va phát tên chết luôn. Rồi kìa, giết nó con này thôi nhá. Đi giết cái con khác ấy. Không có gỗ để mà chặt. Lùi. Nên là mình sẽ xây cái ít tường này. Mình phải xây lại cái mới được. Cho anh mấy anh này đội 3 này. Này không có tiền này. Không có gỗ đâu. Thôi bọn này phải đi ấy đi vậy. Nên là không cách nào là mình phải đi mình cày ruộng. Cày ruộng này là chậm nhất, nhưng mà bây giờ đi lòng vòng này cũng rất là nguy hiểm. Tiền nhiều ghê nhỉ. Mình là có khi mình nên xây xây một ít. Giờ các bạn đi đạo 1 luôn này. Này nó sẽ kéo tít xuống đây này. Nên là chúng ta phải kéo nông dân chúng ta chặt 5.000 gỗ này. Chặt đổ cái cây đấy chúng ta lấy được cái đầu ấy. À, mình không biết là ở trên này là có cái gì không. Chắc mình phải đi cho bọn anh đi đấy. Dò đường một chút này. Nên là cái bài này nó bảo mình là nó có thể mình phá mấy cái đền thờ ấy để nó spawn mấy con xác ướp ra ấy. Một là giết nó hoặc là không được. Bây giờ là cũng tương đối đủ. Cái nó cấp cày ruộng. Và có thể là mình sẽ đi này, mình xây thêm chỗ này. Nên là mình đang cái gì nhỉ? Con sinh à? Mình quên mất là mình phải bút ra này đấy. Nên đây sẽ là một cái thành của nó. Chạy lên đây này. Đằng này có cái gì không? Nhà là ít ra có được cái phòng thủ cơ bản này chúng ta ấy. Rồi xong thì chạy vào đây để đi lấy ruộng. Em phải xây nhiều nông dân mà. Bài này vàng đâu nhỉ? Này này này, chỗ này. Thì chặt cây rồi mà. Mẹ cái chỗ đây chẳng có rừng để mà chặt. Vãi thật. Cái mình sẽ bây giờ thằng này đứng đây là búp cũng nhiều gỗ hơn rồi này. Đây này, bây giờ là mình phải đi ra chỗ này. Rồi được thì chúng ta xây luôn cái nhà này này. Rồi, không xây được nhà. Phải lên đời ra. Bây giờ nó đánh mất rồi này. Cứng quá nhỉ. Phải láo phết nhỉ. Đây mình sẽ nâng cấp này này. Quay trở lại ấy đi. Tuổi. Có thể mình chặn cái đường đây. Đây là có con cá sấu đấy. Okay, nói chung là chúng ta phải lên đời. Đây gõ rồi. You way here. Isis. Tayo, enwi tayo, eu refer, được đời chưa? À, vẫn thiếu thịt. Đẹp nhá. Cái này xong thì đi lấy vàng ra đi. Ôi mẹ, mấy con này đến đây rồi. Ra phang này, ra phang này. Ui, ngay đây. Giờ giết bọn này hơn. Và thằng này đứng đây giết đây. Nhìn kinh vậy. Và đi lấy vàng ta này. Cho gục ngay mẹ. Gục chưa? Nên là mình sẽ ngồi mình phát triển kinh tế một tí rồi chúng ta lên đời. Ủa? Mẹ lại bay tít ở đây. Vãi. Bét. Bây giờ lại tốn 20 đấy. Con này xây đắt thế. 20 set à? Cái này. Búp này. Lùi. Bạn ạ. Tủa. Đôn đốc anh em. Và bây giờ mình phải xây thêm cái nhà này nữa này. Nhà barrack. Nhà quân này. Một thằng xây lâu thế. Mình nghĩ là mấy thằng mới đây cho đi chặt cây hết. Đây này. Để xây hơi nhiều nông dân quá nhỉ. Còn nhiều cái để nâng cấp lắm. Ủa mẹ thiếu vàng này. Ghét đấy nhỉ. Mình tiêu ác quá, từ nãy giờ là mình nâng cấp cái mẹ gì mà thiếu vàng nhỉ. Cho bọn này ra đây này, 6 này. Cho này 6 trước đi. Và tí nữa cho bọn này ra đây. Trong lúc đấy là chúng ta thể xây bọn sinh này. Mấy con nhân sư này là gần như là cái kiểu là cái mid unit mà tốt nhất đời đầu của bọn Ai Cập ấy. Nhưng nó có hẳn hai cái nâng cấp này. Cái này, sao cái nhà này còn chui về đây được à? Bây giờ mình mới để ý ấy. Sao thế nhỉ? Mang này đừng để bác búp cho em này. Sẽ là đạo 1 này, còn gọi đạo 2 này. Nên là mình phải lên đời càng sớm là tốt. Chắc mình lên con cả 6 đấy, chúng ta bắn nữa. Bây giờ mình sẽ chắc mình nâng cấp cái gì vậy nhỉ? Khi mình nâng cấp cái bọn thương này. Thương này rẻ này, thì vàng rẻ. Kết hợp với cả sấu của mình ấy, cả sấu sẽ mất rất là nhiều vàng ấy. Nâng cấp cái rìu lên. Hoặc là cái chặt cây này lên này. Cộng với cả cái này nữa này. Nâng cấp mấy cái này lên này. Thằng này là búp cho nhà cho em. Này 300 thịt à? Cảm thấy thiếu ấy nhỉ? Nên là búp cái chỗ này thì là... Ok, cái này sắp xây lên rồi. Này đạo số 4 ấy. Mình sẽ búp cái tượng nữa này. Xây hết ở đây cho ta. Đã xây luôn cả 6. Cả 6 đẹp trai của anh. Bắn xa hơn này. Không biết là mình còn làm cái gì nhỉ? Sao tiền lúc nào cũng thiếu sợ. À đúng rồi, xây ruộng này là nó mất vàng. Bảo sao mình quên mất. Mình đã chơi sang quay phần kia rồi mà cái đạo ấy rồi. Cái đạo mình đang chơi qua cái đạo khác rồi nên mình quên mất là bọn này nó mất vàng. Mất vàng để xây ruộng. Ruộng bằng vàng với bãi tẻ này. Bây giờ quay lại đây mình mới để ý, mình mới nhớ. Cái gì cũng cần vàng mà. Cần xét đấy. Mới là... Bây giờ đi chơi chặt đi, hoặc là đi lấy vàng này. Hoặc là chúng ta phải xây thêm một cái chợ ở đây này. Nên là muốn rẻ thì mình sẽ xây con này này. Nên là bây giờ có thêm một tượng nữa, tượng của thần này. Đây là nó nhanh hơn đấy. 400 này. Xây chỗ nào cho nó máu nhá. Nhìn cho máu đấy. Đấy. Nhìn thấy cho vẻ hoành tráng. Có khi mình không nên xây nông dân nữa nhỉ. Quá đủ rồi. Đấy, xây được cái này này. Bài này là gỗ lại đi kiểu thưa thớt vãi. Chạy ra đây này. Bà tía chạy ra đây này. Chỗ nào nâng cấp nhỉ? Chỗ mấy cái xe nâng cấp này. Nâng cấp ruộng này. Nâng cấp chặt lấy vàng này. Này đang đôn đốc này. Này còn nâng cấp thêm một phát nữa này. Này lên còn lên đời cuối được không? Nên là chúng ta sẽ xây nhiều nông dân mà rồi chúng ta như này mình sẽ xây thêm một số cái trụ đây này. Mình nghĩ là trụ đây là tương đối là ổn. Cộng với cả sáu đấy. Bây giờ à đâu, ở dưới nó vẫn còn này. Mid unit là cheaper à? Ô, ngon. Lấy đi. Từ nãy mà không biết. Rẻ hơn đấy. Nên là chúng ta sẽ phải xây một số cái tháp ở đây này. Phòng thủ qua này. Cộng với cả một cái gỗ này. Nâng cấp cái đổ dầu này. Rồi tí mình qua đây mình xây một cái lâu đài bên này này. Mình biết ngay mà kiểu gì cũng có một con hàng này. Chết rồi, thằng nó giết thằng nông dân của mình luôn. Bitch. Phải trả giá. Ôi chết, tôi bỏ mẹ rồi. Thằng Pharaoh bị con này nó chém đấy. Mẹ, cái con zombie bé bé nó chém đấy. Ông bét vãi luôn. Tao bảo thằng này đi lấy đi đây. Bắn chết mẹ đi. Chết mẹ. Tự nhiên chết oan thằng Pharaoh của mình vãi. Yếu cái người. Thế là chỗ này xây 5 con rồi mà. Về này chúng ta xây thêm nhà đây này. Ok, chạy ra đây đi. Để nâng cấp cái đổ dầu này. Và tí nữa mình lại tràn cái... Ôi! Quân mình đã bom bên này rồi. Vãi, thế được rồi. Thế con bên này chặt luôn đi. Thế thì con bên này xây một con... Xây một cái xe bắn... Cái này luôn này. Thế thì bắt đầu dự án luôn đi. Mình tưởng là như nào. Thế thì bây giờ là mấy cái bọn này là chạy mình. Một có voi nữa, mổ mẹ này. Rồi, thế thì mình nâng cấp thương này. Thực ra là mình về nên lên cái ấy mới đúng. Phản ạ. Thằng này lại chạy tít thằng đề. Mấy con voi nó kháng cái ấy của mình. Từ từ. Mẹ. Chạy. Xiên ạ. Xiên mấy con chó đây. Mình ấy thịt chậm ấy nhỉ. Nhanh. Nông dân làm phát nhau đây. Xiên ạ. Mình phải nâng cấp bức. Là mình phải nâng cấp cái vũ khí mình lên. Yếu quá. Mấy con này đi. Mấy con voi nó xiên hết cả cái bọn ấy của mình. Xiên hết bọn giáo của mình. Giáo nó phải xiên voi sướng nhé. Chết mẹ. Má sắp vỡ luôn cái thành này. Ok, bọn này ra đây chặt cây đi vậy. Sơ. Yay, con chó. Ôi mày quá, vẫn kịp. Ui, mẹ lấy hết vàng này. Bây giờ lại cái vấn đề lại thịt mẹ. Thịt thiếu vậy. Tôi không thể tin được. Mình sẽ nâng cấp thêm mấy cái này này. Và mình nâng cấp thêm đá đấy. À, ở bên này nó có cái cửa này. Nó sẽ mua thêm vàng này. Thằng Pharaoh mình ra chứ nhỉ? Bây giờ vừa nói ra luôn. Nên bọn này sẽ ra đây này. Mấy con này ra đây làm cái gì? Chặt như điên như dại. You are here. Nó có cái trụ nó đây, ngay đây này. À, sửa ra này. Ừ. Đây là có cái con ấy của nó đấy. Nên mình xây con voi này. Voi đắt quá. Xây thêm mấy con này. Bây giờ gần như là chúng ta chỉ đợi. Chúng ta ấy thôi. Hoặc là mình có thể mình lên đời ấy. Xây thêm mấy cái tháp này chẳng hạn. Có thể mình sẽ xây thêm một ít voi nhỉ. Mà thôi mình để dành tiền lên đời. Khiếp, cái chỗ này mà vẫn không đủ quá. Khiếp, thiếu dã man rồi. Chặt gỗ rồi. Bây giờ mới chặt được có hơn 1000 mà máu cây. Ôi thịt thiếu quá. I need more thịt man. Thực ra bây giờ bọn này sẽ đi lấy thịt cho ra đây. Đi cày ruộng người ta. Mẹ cá sấu tung tăng. Nên là cầm cái này nó sẽ rẻ hơn bao nhiêu nhỉ? 180 à? 10% tất cả mọi thứ. Nên là bình thường là 200. Tuổi. Thằng này nhảy vào đời chết mẹ luôn. Hay. Ui giời. Ui giời, sáng trưng. Xây thêm một cái trụ này. Nhảy vào đây chết mẹ luôn. Đấy mình bảo mà. Thằng này nhảy vào đây chết luôn. Cả 6 mình có 6 con này. Khổ thân chú chẩu. Nên là lên săn of Osiris này. Để ra búp này. Nên là trên thực tế bài lại dễ mà. Chẳng có cái, đúng là cái bài này mình quên mất, mình không nhớ lại. Còn mình không biết là cái phần Titan nó có khó không. Khả năng khó hơn. Anh dọi đèn chú. Mà cắn nhà tao chó này. Con này láo nhỉ? Bạn ạ. Ô, team mình chết mẹ hết rồi á? Team cầm thương mình toi mẹ hết rồi. Con này yếu ghê nhỉ? Ôi anh Pharaoh này, anh cũng gấu đấy. Bây giờ hình như là bọn này còn bắn xa hơn trụ ra. Này, bắn xa hơn trụ thật. Ủa thịt thiếu kinh khủng luôn. Bắn xa hơn cả trụ. Anh cho trụ chảy mẹ luôn. Mình cần xây. Nên là cái này cần rất là nhiều thịt luôn. Bây giờ mấy cái thằng ấy bên này này. Giật dẹo này. Đấy, xây thêm mấy thằng này đi. Mình nâng cấp thêm 2 pharaoh này. Mình qua bên này. Rồi cho thằng này nhập vào. Chết ngay tại chỗ. Ui từ từ xong mẹ rồi. Lấy được cái mảnh của thần đó Osiris. Ok, mình sẽ nói chung là mình đã chơi xong rồi, nhưng mà mình sẽ quay lại cái bài sau ấy, nên là một lần nữa. Bởi vì cái này mình đã chơi hết rồi mà. Nên là mình sẽ quay lại bài sau. Và sẽ tiếp tục cái video sau, cái bài sau này các bạn sẽ xem ấy. Ok. Thế là nếu các bạn thấy video hay, một lần nữa hãy like, hãy comment, hãy đăng ký để support nội dung mình. Mình sẽ chơi tiếp cái game này. Và các bạn sẽ xem cái video sau là mình đã chơi rồi ấy. Nên là hy vọng là các bạn sẽ xem hết cái campaign của mình. Ok, mình cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên channel.